Hello, I'm Cindy Bishop, supermodel, actress, and TV host in Thailand. I've traveled to a lot of places, exploring a lot of things in every country that I set foot in. However, I've always had a special feeling for Vietnam, where the friendly people, wonderful nature, and diverse cuisines have attracted so many international tourists. And I am going to have an opportunity to go on a unique journey to discover Vietnam with Vietnam Toy Dip, alongside some lovely friends. Who are they? How will this exciting journey turn out? Stay tuned for Cindy Bishop's Journey in Vietnam. Let's go! Đón khách với khách mời rất là đặc biệt, đó chính là siêu mẫu Cindy Bishop. Hôm nay sẽ đến đây, sau đó thì Hà và Khánh sẽ đưa cô đi đến thẳng Vịnh Hạ Long để cùng nhìn ngắm cảnh quan thiên nhiên của thế giới. Tại vì đây cũng là lần đầu tiên Lý Khánh được đón tiếp Cindy Bishop về Việt Nam, và cũng rất là ngạc nhiên vì mình là người Việt Nam mà mình chưa bao giờ biết được một trong những niềm tự hào của Việt Nam, và đây cũng là một cơ hội cho Khánh để có thể trải nghiệm. How are you? How was the flight? It was great. Nice to meet you. How are you? I'm good. So how are you? Nice to see you guys again. So usually when we go to Ha Long Bay, we go by car and bus. But because of you here, so we have a very luxurious service as a seaplane. Oh wow! Have you ever heard about Ha Long Bay? I have. Okay. Supposed to be like one of the wonders or something. Yeah. Yeah. That's right. I'm getting a really exclusive preview of this beautiful place from a seaplane. I'm so excited. Okay, so can we? Sure. So now we have to check in first and then. So usually if you go by bus, you'll have like 3 hours, but for this one, a third of the distance, so much faster. Oh, much faster. Yes. And yeah, they said that it's only 35 minutes, actually. Hi. Hi. How are you today? Good, thank you. Like I said, I'm Bruce. Quan will be taking you to Ha Long Bay this morning. Welcome aboard. Okay. Lady first. Lady first. Khi chuẩn bị cất cánh, chúng tôi khá hồi hộp vì đây là lần đầu tiên Hà đi thủy phi cơ, bay ở một cự ly gần mặt đất hơn nhiều so với máy bay thông thường. Nhìn ra cửa sổ, chúng tôi vẫn thấy rõ quang cảnh thành phố bên dưới, cảm giác rất thú vị. Sau 45 phút bay thì chúng tôi đã đến khu vực kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Với độ cao chỉ khoảng từ 300m đến 500m, toàn cảnh Vịnh Hạ Long đã hiện lên trước mắt như một bức tranh sơn thủy cực đại, vô cùng tráng lệ, kỳ vĩ. Càng nhìn Hà càng cảm thấy ngưỡng mộ và tự hào về vẻ đẹp thiên nhiên đã ban tặng cho đất nước mình. How are you feeling now so far? Và bây giờ bọn Hà sẽ di chuyển đến phòng chờ để lên du thuyền, và như vậy thì chúng ta sẽ được nhìn ngắm
cận cảnh hơn về vịnh Hạ Long. The plane to the bus to the boat. Và đây là bến cảng Tuần Châu, nơi mà tất cả các du khách khi mà muốn đi lên tàu và để ngắm nhìn vịnh Hạ Long gần hơn thì tất cả mọi người đều phải qua bến phà Tuần Châu này. Và từ nãy thì chúng ta đã cùng được nhìn ngắm vịnh Hạ Long từ trên cao, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ được đến gần hơn, chiêm ngưỡng nhan sắc thật của vịnh Hạ Long. What do people usually do? Just take a day trip out and just relax. So actually, we have some options. We have like a day trip, or you can stay on the pavilion yards. Oh, you can actually stay overnight as well. Yeah? Overnight. Ah. You can spend a night, but it also depends on the level of the water too. Because it's quite big, right? The whole bay area. Wow, delicious, huh? Oh. Chef Trường chuẩn bị bữa sáng cho ba nghệ sĩ. Ready to eat. Let me help. Thank this is yours. You. Enjoy. I have never had breakfast in such beautiful surroundings before. Okay. Enjoy. Thank bon appetit. You. Thank you. Yes. Sau khi dùng bữa sáng trên du thuyền, chúng tôi cùng nhau lên tầng 2 để ngắm vịnh Hạ Long ở cự ly gần hơn, vừa tắm nắng, vừa cùng nhau uống cocktails, tận hưởng gió biển với những câu chuyện vui vẻ. Cheers, huh? Cheers! Enjoy Ha Long Bay. Welcome to Vietnam. Me here. This is beautiful. I love Thanks it. Thanks for coming. Vùng đất này có được những cái quang cảnh như thế này, các cái vịnh như thế này thì đã được trải qua hơn 500 triệu năm. Kinh hoàng. Actually, it received two awards from UNESCO. One is the Wonders of the World. And the other one is for geographical, like for the landscape and the and everything. It, because it's over 500 million years. Xung quanh là các hòn đảo tự nhiên có hình thù đặc biệt và được đặt tên cũng rất tượng hình. Chính điểm thú vị này mà bất kỳ du khách nào đến vịnh Hạ Long cũng phải đón xem cận cảnh các hòn cho bằng được. Chúng tôi say sưa nhìn ngắm và trao đổi rất sôi nổi. I saw it. Can you? No, not yet. Here, the small one, and I. Oh no, that's small. Do you see a dog? I saw a dog. It's a dog. Yes. Một con chó. Cái này gọi là hòn chó đá. Một con chó bằng đá đang nhìn vào trong. Một chú chó đang nhìn vào hướng trong. Một lát nữa chị rất là chờ đợi xem là hòn chống mái. Hòn chống mái. Dạ. Yeah. Trước khi tôi chống mái mình phải lưu hương trước không chị? Bình hương. This is called Bình Hương Island. Bình Hương Island. On our money. Và đã được in lên tờ tiền 200.000. Yeah, the same. I think the same. The small one. The middle, yeah. The black small one. Okay, yeah. Oh, this one. Yeah, that's the one. Oh, this little one. Yeah. Little one. I'm looking at that big one. Yeah. Và hai con gà trống mái này là biểu tượng du lịch của Hạ Long và
Sau khi lênh đênh trên biển tham quan các hòn đảo đặc trưng ở đây, Hà và mọi người tiếp tục đến khám phá một điểm nhấn đặc sắc của Vịnh Hạ Long, đó là hệ thống hang động tự nhiên huyền bí. Không chỉ có các hòn mà hệ thống hang động cũng là nơi rất thu hút du khách trong và ngoài nước. Hang động Hà sắp ghé qua thuộc dãy đảo Đầu Gỗ. Đảo Đầu Gỗ có đến 3 hang động to và đẹp bậc nhất Vịnh Hạ Long. Một trong số đó chính là động Thiên Cung. Finally, we got here one of the most beautiful caves in Hạ Long Bay. And the name is Thiên Cung Cave. Thiên Cung. Thiên Cung. What does that mean? Thiên Cung means like heaven. Heaven on earth. Oh, wow. Okay. Well, after the trip we've had, I'm happy that we come to heaven on earth. We call it heaven because inside the cave, it's mysterious. It's miracle inside. So we'll see it later, yes. Okay. Có thể nhìn thấy là rất là nhiều vị khách du lịch đang xếp hàng để đi vào động Thiên Cung này. Xin chào chị. Dạ. Xin chào. Xin chào mừng tất cả các anh chị đến tham quan Vịnh Hạ Long và thăm động Thiên Cung cho ngày hôm nay. Rất hân hạnh được là hướng dẫn viên của cả đoàn ạ. Xin chúc đoàn có một chuyến tham quan thật là vui vẻ cho ngày hôm nay. Thưa các anh chị, là hang động này á, nó được phát hiện từ rất là lâu rồi, từ năm 1901 bởi những cái người Pháp. Tuy nhiên thì có một điều đặc biệt là mãi đến năm 1993, vâng, trong một lần tình cờ đi tránh bão của những người dân chài sống ở đây thì họ mới tái phát hiện lại cái hang động này. Dạ, cái hang động này rộng bao nhiêu mét vuông hả chị? Thưa chị, là cái hang động này thì tổng diện tích của nó là hơn 3.000 mét vuông và chia làm 3 ngăn nhá. Bây giờ thì hiện tại là mình vẫn đang đi ở ngăn đầu tiên thôi ạ. Vào trong hang động, không khí mát mẻ hơn rất nhiều, nơi đây cho chúng ta thấy rõ về sự hình thành của các mang đá, nhũ đá và thạch nhũ qua hàng trăm triệu năm. Những phiến đá ở đây vẫn được giữ nguyên vẹn màu trắng, tự nhiên như lúc mới hình thành. Lý do là vì động có cấu trúc khép kín nên ánh sáng ít ảnh hưởng đến màu sắc các phiến đá bên trong động. Đây là điều đặc biệt mà không phải hang động nào cũng có. I want to know if it's still making, yeah, it's still coming, yeah. Right? So yeah. Year by year, huh? Yeah. Year after year. Yeah. So this is like a living cave. Đấy, và thế, và nơi nào mà có cái sự bồi tụ lớn thì măng và nhũ sẽ gặp nhau tại một điểm và khi đó thì tạo thành cái cột đá ở đây ạ. Đó. Các anh chị thấy là những cái thạch nhũ này có độ tuổi từ 11.000 năm đến 9.000 năm cái ngày nay. Một cái quãng thời gian rất là dài. Heaven Gate. Vào những buổi chiều nắng đẹp trên Vịnh Hạ Long thì từ cái ô cửa này thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái luồng ánh sáng mặt trời chiếu qua và khi vào trong lòng động thì sẽ gặp cái độ ẩm rất là cao và tạo ra một cái sự khúc xạ ánh sáng và tạo thành một cái cầu vồng ánh sáng rất là đẹp. Đây, vâng. Oh wow. Vâng. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào đến ngăn thứ hai, là ngăn trung tâm và là ngăn rộng lớn nhất của hang động này. From the ground to khoảng cách mà từ nền hang lên đến trần hang là khoảng gần 30 mét ạ. Cái điều đặc biệt ở đây đó là sự hình thành của 4 cột đá và mỗi cột thì lại có một cái tên gắn với cái hình ảnh trên cái cột đá đó. Đây ạ. 1 2 3 4 à. Đây ạ. Ok. Cột đầu tiên đó là trụ rắn ạ. Giống như đầu con hổ mang á. Dạ đúng rồi. Snake. Oh, because there's like snake coming out. Yeah, yeah, yeah. Đây là trụ 2 thì nhìn rõ hơn. Trụ voi. Đây là trụ rùa đấy ạ. Cái cột này đơn giản là gọi là trụ thảo mộc bởi vì nó y như một gốc cây thôi. Khi đã có tứ trụ triều đình thì sẽ phải có một vị vua. Điều em muốn giới thiệu với các anh chị là lại một khối măng đá hoàn toàn tự nhiên lại mang hình ảnh của một vị vua rồng khổng lồ ạ. Đây ạ. Cái mắt đỏ thôi. Dạ đúng rồi, luôn. Phần đầu đấy ạ. Phần dạ, phần hàm rồng đấy ạ. Ánh điện đỏ là đôi mắt đấy ạ. Nhưng mà cái điều đặc biệt mà em muốn chia sẻ đó là hình ảnh rồng này lại khiến chúng ta liên tưởng đến câu chuyện về cái tên gọi của Hạ Long. Vâng.
Hạ Long có nghĩa là nơi mà rồng hạ xuống ạ. Ủa, cái nước đó tự nhiên hay là nhét vô đó? Cái nước này là cái nước mưa, không phải là nước biển. Nhưng mà cái nước mưa này thì lại được có ở đây là khi như có những cái nước ở trên đỉnh đảo ấy. Chảy xuống đây. Thế là mình from the top. But there's no light. Cái cây cỏ thì sao mọc được khi không có nắng? Tại vì nó chịu sự quang hợp của yeah, the light. Surprising. And some people throw the penny. Thưa các anh chị, là đây là cái nhăn thứ ba và chúng ta cũng tận dụng cái nguồn nước mưa để tạo thành một cái cảnh quan đặc sắc ở đây, kết hợp với một những cái hình ảnh khiến chúng ta liên tưởng đến câu chuyện về bảy nàng tiên ở trên trời xuống trần gian để tắm đấy ạ. The story about seven fairies. So six of them after had a shower and they gone back to the heaven. Okay. One stuck because there was a guy took her clothes. But she couldn't go back on her own. Oh, but now we can see that. Yeah. Đây là let me guess. Bạn hãy cho mình thấy được cô tiên nằm đâu nào. Thì đi lộn với người ăn cắp nha. Here? No. Here? Trên. Oh, here. Can you see? It's really small. Đang quay lưng ra ngoài đó. Đằng sau là tóc. Then we can see her back. Dad. Đằng sau là tóc, dưới là those chân đó. Đúng rồi, chân đúng rồi. À, nhìn thấy lên trên she's là tóc. Flying up. Đang quay lưng ra ngoài. She's like this. Great. Đâu có kim nằm đâu. Like a chân này. Đúng rồi, chân đó. See? She climbed like this. Only one leg. But she's a fairy, doesn't she fly? Why is she climbing like a monkey? You and me were see that she's flying like this, right? Yeah, she's like this. She's like this. Flying, no, why? No. It's not flying. The hair. Yeah. Không phải, đang trèo nè. Đang trèo. Thì nó đi đang trèo, đang bay. Tiên thì bay, chứ không mất cánh rồi. So where's the man? She's got nice legs. The man là người đàn ông thì đang trốn ở trong một cái hốc đá. Và rất là vô tình khi mà ánh điện chiếu qua thì lại phát hiện ra cái bóng của anh chàng đó ở trên vách đá đấy ạ. Ta nhìn lên vách đá nhé, mọi người nhìn thấy dấu anh Khánh không nhá. Đây ạ. Đây nè. À, và cái bóng của người đó bây giờ cái đèn của người đó. Yes, shadow. The shadow? Yeah. Oh, and he's looking at her. Yeah. Yes, right. Yeah. Người đàn ông đang nhìn lên trên phía cô tiên đó. Wait, so did she get her clothes back or is she still naked? She's still naked and stuck there. And stuck. She's naked, that's why her whole hair, you know, like over her body. Two-thirds of her body. You look at wrong one. No, oh, she didn't. Look. Cuối cùng thì có đấu tranh gì nữa thì mỗi người một cái sự tưởng tượng nó lại hay hơn. Dạ, chính xác. Chị ạ, có nghĩa là đây là một di sản thiên nhiên, là tất cả là tự nhiên và những hình ảnh thuộc về du khách. Thiên cung là cung điện ở trên trời vậy. Hy vọng rằng là mọi người sẽ có cái ấn tượng về động thiên cung không chỉ qua những cái câu chuyện về cô tiên hay là chàng dân trài, mà chúng ta hãy ghi nhận những cái gì mà thiên nhiên đã ưu ái dành tặng cho nơi này. Dạ, cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn mọi người biết rất là nhiều những cái câu chuyện ý nghĩa như này. Dạ. Lần nữa chúc chị luôn xinh đẹp và nhiều sức khỏe. Cảm ơn Hà. Công tác cảm ơn mọi người. Ok. Cảm ơn chị. Vâng, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục khám phá những giá trị khác của Hạ Long. Chúng ta cũng đã vừa đi qua tất cả những một trong những cái hang động đẹp và nổi tiếng, và bây giờ chúng ta đang nhìn ngắm những hòn đảo ở Hạ Long. Thì chúng ta không những chỉ tự hào là những hang động đẹp và những cái hòn mà mang rất là nhiều những hình dáng có ý nghĩa khác nhau như thế này. Đúng rồi. Và ở đây cũng sẽ có rất là nhiều làng chài, nhưng bây giờ chúng ta đang trên đường đi tới một trong những làng chài được mệnh danh là đẹp nhất thế giới, mà hôm nay mình quyết định là đẹp nhất luôn đi. Và bây giờ chúng ta đang ở làng chài Cửa Vạn. Và để tìm hiểu thêm về làng chài này thì bây giờ chúng ta sẽ phải trèo xuồng để qua phía bên kia xem cái đời sống của họ như thế nào. Khi mà một làng chài thì nó sẽ có cả một đời sống ở đây. Người dân trước đây đã từng ở đây để sinh hoạt, sống và làm việc, học tập. Thế nhưng mà sau này khi họ muốn bảo vệ nước biển thì đã di dời người dân
vào đất liền để sống. Ở đây thì còn lại một số người để phục vụ cho ngành du lịch. Người ta đang hạn chế dần việc đánh bắt cá. Và ở làng chài này thì hầu như tất cả mọi người đều di chuyển bằng phương tiện thuyền nan này để tránh tạo những cái ngọn sóng lớn ảnh hưởng tới những cái gia đình họ đang sinh sống ở đây. So it's open all day all night, like everything else in Vietnam. Ở đây nó mở 24/7. Because it's night time and we're still going to visit. So if they don't fish anymore, you said they farm it. Yeah, they farm it. Yeah, where exactly? How does they set under the house? Under here. Chị ơi, cô ấy vừa hỏi là cái công việc chính của mọi người bây giờ là không còn được đánh bắt cá giống như trước đây nữa, đúng không ạ? Thế thì công việc chính của mình là sẽ tự nuôi cá. Vâng. Nuôi ở đâu ạ? Dạ em nuôi đây ạ. Đây. Dưới đây. Chị có thể cho. Wow. Like really right under here. Yeah. Vậy là đời sống chính của chị và tất cả các gia đình khác là đều nuôi bắt thủy hải sản ở đây. Và sau đấy là mang vào đất liền bán mỗi một buổi sáng. Không ạ, em chẳng hạn là thường thường ấy, cá mà lớn lên ấy, khoảng đôi ba cân ấy, thì là có tàu, người ta đến cân cho mình, người ta trả về đất liền. Ở đây thì ngoài quá cá vược thì còn có những loại cá gì nữa hả chị? Dạ, có cá giò và cá sông. Cá giò và cá sông. Vâng, các loại cá mình nuôi mỗi thứ một ít. Hôm nay em mời luôn các anh các chị ở đây ăn một bữa cơm, ăn một món canh cá ở làng chài. Cảm ơn chị rất là nhiều và bọn em rất là mong chờ một tối để được ăn tất cả các loại cá của chị. Cảm ơn Thank chị. You. Wow, look at the meats of the fish, really fresh and white and fluffy and clear. Yeah. Ngon quá. Are you hungry? Yeah. This is the fish sauce. We all love fish sauce, right? And spicy. Okay. Đây là món ăn của đặc sản của làng chài chị ạ. Ở đây mình chỉ có mỗi chua này mà thả cá vào thôi. Tức là sao? Tức là cơm cá nó quá sức ngon. Cho nên là mình chỉ muốn làm những gì nó đơn giản nhất để cho mình thấy được cái sự tươi cũng như là cái độ thơm của con cá mà thôi. Cảm ơn chị. Bon appétit. Em mời cả nhà dùng cơm ạ. Mời mọi người. Chưa biết ăn như thế nào nhưng mà cái vị là thơm phức. Thơm mùi cá. The meat is quite thick. Yeah, thick and it's a little chewy. Yeah, chewy, yes. But it's chewy in a good way. Good way. Yeah. Nó dai mà lại giòn. Nó giòn mà lại tươi. Đó. Trong các loại cá ở dưới biển ấy anh ạ, chỉ cá vược này là cá ngon nhất. Vâng, sau đó đến cá sông. Các anh các chị ăn bữa cơm tối ở bên gia đình rồi. Nếu như các anh các chị có muốn nghe hát giao duyên thì là các anh các chị đi sang bên đây ạ. À, phải sang bên đấy, là cái bên đấy là nhà văn hóa của khu này đúng không ạ? Dạ vâng ạ. À, là đi ngược sang phía bên đấy để coi cả nhà. Bây giờ chúng ta đang đến nơi gọi là trung tâm văn hóa của làng chài này. This is the culture center. Xin chào. Chào mừng các anh chị đến với trung tâm văn hóa nổi Thửa Vạn. Và đến đây ngoài được tìm hiểu về cuộc sống, sinh hoạt của bà con ngư dân trên vịnh Hạ Long thì chúng ta còn được thưởng thức một cái chương trình rất là đặc biệt. Đó chính là hát giao duyên của vùng biển Quảng Ninh. Trước kia hầu hết những người dân chài sinh sống ở trên các làng chài trên vịnh Hạ Long, họ kết hôn nên vợ thành chồng cũng nhờ những câu hát. Mời tất cả các anh các chị chúng ta vào thưởng thức. Trên mây xa dưới hòn gà trọi, anh hát nơ câu này, anh gọi nàng ra. Trời con chưa tội
duyên là nét văn hóa đặc trưng của làng chài Cửa Vạn. Người dân nơi đây, hàng ngày, hàng giờ, họ giữ nét văn hóa này bằng cách truyền dạy cho những con em làng chài và phục vụ du khách. Qua câu hò, câu hát đối giao duyên mà chúng tôi cảm thấy người dân làng chài thật đầm thắm và trữ tình. Họ lấy lao động làm niềm vui, họ yêu thương nhau và hòa mình cùng thiên nhiên. Càng đi càng tìm hiểu, chúng tôi lại càng tự hào về vẻ đẹp của thiên nhiên và văn hóa Việt Nam, đặc biệt là kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Tất cả đều là những lần đầu của chúng tôi, tất cả đều thật đáng nhớ. Cindy, Khánh hay chính bản thân Hà cũng đều háo hức và sẵn sàng chờ đón những điều bất ngờ ở phía trước. Hãy cùng đồng hành với Hà và Việt Nam tươi đẹp trong những tập sắp tới nữa nhé. Chúc mọi người một buổi tối cuối tuần thật vui vẻ.